Đội tuyển nữ Indonesia rút lui khỏi SEA Games 32, huấn luyện viên Mai Đức Chung có những chia sẻ với báo chí. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết thời tiết tại Campuchia cũng rất nắng nóng, vì thế việc một đội rút lui cũng có lợi cho chúng ta. Các cầu thủ ít phải dùng sức hơn để giành sức vào bán kết. Nếu một bảng 5 đội, một bảng 4 đội thì bảng 5 đội sẽ gặp bất lợi khi phải thi đấu nhiều trận hơn. Các đội ở bảng bên kia sẽ có lợi và có thêm cơ hội xem chúng ta thi đấu. Về lý thuyết, bảng đấu của cả bóng đá nam và nữ Việt Nam đều là những đội mạnh. Ở bảng đấu của nữ, chúng ta sẽ gặp các đội bóng mạnh như Philippines, Myanmar. Tuy nhiên, với bóng đá, chúng ta không nói trước được điều gì. Năm ngoái, tại Asian Cup, chúng ta cũng bốc thăm vào bảng đấu có Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar nhưng vẫn vượt qua. Tôi thấy cần thiết nhất là sự phấn đấu của đội, của từng vận động viên, cộng thêm một chút may mắn, dù thi đấu ở đâu cũng phải đá hết sức mình, có vậy mới giành được thắng lợi, huấn luyện viên Mai Đức Chung phân tích thêm. Chia sẻ về tình hình lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung nói, hàng ngày tôi vẫn nói chuyện và trao đổi với các cầu thủ đang phục hồi sau chấn thương. Nhóm cầu thủ này đang tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và rất mong các bạn có thể nhanh chóng phục hồi và thi đấu cùng đội tại các giải đấu sắp tới. Huỳnh Như cũng đã được câu lạc bộ tạo điều kiện về thi đấu SEA Games 32 và vòng chung kết World Cup nữ 2023. Đây là tin tốt cho toàn đội. Hiện tại, The Team nữ Việt Nam đang có mặt tại Nepal để tham dự vòng loại 1 Olympic nữ 2024. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tạo ra lợi thế lớn khi thắng chủ nhà Nepal 5-1 vào tối ngày 5 tháng 4 trước khi đôi bên tái đấu vào ngày 8 tháng 4. Sau trận thắng Nepal, đội tuyển nữ Việt Nam được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm các cầu thủ đá chính trong trận đấu tối qua thực hiện các bài tập phục hồi. Trong khi đó, nhóm gồm 10 cầu thủ chưa thi đấu và thi đấu ít thời gian tiếp tục rèn luyện cường độ cao với bóng.